chào các bạn. Vừa làm xong gửi hàng cho anh trai ở Quảng Nam ha, một cặp led Audi Signan của xe Exeter 2011 đến 2015 nha các bạn. Đó. Đây là chiếc Exeter 135 độ cặp led Audi cánh chim, hai con mắt này là mắt Lucinon nha các bạn, rất là sáng ha, những cái tay của mình này rất hai mắt rất là sáng luôn. Rồi bộ led Audi này có thể đổi màu được khi sang số nha các bạn. Hiện tại là thí dụ như mình đang số N đi, màu xanh lá đi, rồi em nhấp số 1 đi em. Có thể chuyển màu được các bạn ha, nhấp số 1. Đó, số 1 màu đỏ nè các bạn. Màu sắc các bạn có thể về khi mà mình gửi hàng về các bạn có thể mặc định được. Rồi số 1, số 2. Rồi số 2 nè bạn. Đó, số 2 màu xanh dương nè. Màu sắc có thể tự mặc định được các bạn nha. Đó, mặc định là ở chủ nhân xe ha. Rồi số 3 em. Cái này là gửi hàng về tự lắp đặt như zin nha các bạn. Số mấy em? Số 3 đúng không? Rồi số 4 em ơi. Đó, số 4 xanh ngọc nè các bạn. Hồi nãy số 3 màu tím hồng cánh sen. Số 4 màu xanh ngọc nè các bạn ha. Màu xanh ngọc này là mình thích nhất tại vì nó sáng mà nó kiểu sang trọng lắm ha. Rồi số 4, rồi số 5 em ơi. Số 5 màu vàng chanh nha, vàng của trái chanh chín đó các bạn. Vàng khè ha, không phải vàng khè nha, không phải vàng chùa. Đó, rồi số hết số cho em. Đó rồi đó các bạn. Rồi ok, rất là đẹp luôn ha. Chắc lắm các bạn ơi. Đây số 5 nữa ha. Rồi, tuyệt vời luôn. Thì đối với dòng xe Winnis thì nó tới 6 số nên sẽ làm là 7 màu nha các bạn. Có đèn mo nữa nha, là 7 nha. Rồi. Exeter thì 5 số nên làm được 6 màu, có đèn mo nên là 6 màu ha. Rồi, bộ này có thể gửi hàng về lắp như zin nha, mình là gửi rất là nhiều ha. Rất là nhiều cho các anh luôn. Rồi ok, cảm ơn anh ủng hộ nha. Chắc đẹp. Đẹp cực kỳ đẹp luôn. Rồi. Xong. Đó, phiếu hành thì mình đã ghi sẵn cho anh trai đây luôn ha. Đó. Rồi ok. Có bạn nào làm xin liên hệ cửa hàng mình, địa chỉ 235 đường Phan Anh ha, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Hoặc các bạn kết bạn Zalo với mình ha, 0346669686. Rồi cảm ơn các bạn đã xem, cảm ơn rất là nhiều.